Hoàng và Cộng Hưng xin tân ngay kính chào tất cả quý vị khán giả của Việt Face TV. Hiện tại bây giờ anh em chúng tôi đang có mặt tại rạp Regal thuộc thành phố Irvine để cùng mời tất cả quý vị theo dõi buổi ra mắt bộ phim của đạo diễn Cường Ngô. Bộ phim được mang tên Destiny, tạm dịch là Định Mệnh, với diễn viên chính là nam ca sĩ đẹp trai, khả ái, nhiều người yêu mến, nam ca sĩ Đan Nguyên. Kính thưa quý vị, sau thành công của bộ phim Cánh Diều Mưa đã đạt được rất là nhiều giải thưởng trên trường quốc tế, thì lần này Cường Ngô và Đan Nguyên đã trở lại với một dự án hoàn toàn mới. Và Ngọc Hân và anh Khánh Hoàng nghe đồn rằng bộ phim này sẽ còn mãn nhãn hơn là bộ phim Cánh Diều Mưa gấp nhiều lần, với những pha quyền cước võ thuật vô cùng hấp dẫn, cùng với những cảnh nóng một chút xíu mà tụi em mới bật mí được. Đang mùa hè nóng bức nè mà nghe cảnh nóng nó cũng hơi khó chịu đó quý vị. Cho nên chúng ta đã có khuyến cáo rồi, tất cả quý vị khán giả khi mà xem bộ phim này trong rạp thì phải cầm sẵn cái napkin đó quý vị, nhiều khi ra mồ hôi đó. Không là chạy máu cam. Chạy máu cam. Nhưng mà kính thưa quý vị, nói đùa chứ kính thưa quý vị, đây là một bộ phim được đầu tư vô cùng nghiêm túc và vô cùng chất lượng, với những tên tuổi trên nổi tiếng trên thị trường quốc tế và dòng chính Hoa Kỳ. Ví dụ như người làm nhạc cho bộ phim này chính là ông Alexander Desplat, là người đã đoạt rất nhiều giải Oscar, giải Grammy, Academy Award trên thị trường thương trường quốc tế với những bộ phim như là Harry Potter, Twilight, The Queen, vân vân, rất là nhiều bộ phim nổi tiếng kính thưa quý vị. Và bây giờ Ngọc Hân và anh Khánh Hoàng xin mời tất cả quý vị không chần chờ nữa, chúng ta bước vào ngay cùng với Destiny, Định Mệnh. Ngọc Hân xin mời quý vị cùng gặp gỡ giám đốc tài chính của Đan Nguyên Entertainment là chị Bê Hồ và phu quân của chị là anh Quang Vũ. Ngọc Hân xin được chào anh chị. Chào, rất là hân hạnh được lên tới đây để tham dự cái buổi ra mắt phim Định Mệnh của Đan Nguyên và Cường Ngô. Xin chào quý vị khán giả. Em muốn hỏi chị là với một cái người vị trí là giám đốc tài chính thì chị có thể chia sẻ cho khán giả được biết là những cái sự khó khăn cũng như là thử thách mà Đan Nguyên Entertainment và ekip phải trải qua để mà thực hiện trọn vẹn được cái bộ phim Định Mệnh này không ạ? Nói mà khó khăn á, là khó khăn rất là nhiều, tại vì sau Covid á, thì tình hình coi như là kinh tế cũng khó khăn, nhưng mà công ty á, là cũng ráng mạnh dạn để mà mình làm gì đó để mà cho cuộc sống nó sau Covid nó trỗi lại, nó trở về như vị trí ban đầu, nên mấy chị em mới bàn nhau là thôi mình ráng làm, mặc dù là kinh tế là gồng mình lắm, ba chị em là gan dữ lắm luôn á, nói thôi kệ nó đi, mình làm một cái gì đó để mà cống hiến cho nghệ thuật rồi để mà duy trì lại cho con cháu mình, nó mặc dù ở hải ngoại mà nó còn biết được về cội nguồn. Sau cái phim này mọi người coi rồi sẽ ủng hộ cho công ty của Đan Nguyên và để làm những cái dự án lớn hơn. Ngọc Hân xin chào chị Trầm Hương và xin chào anh Raja. Hương Nguyễn xin chào tất cả quý vị khán giả. Hương Nguyễn rất là vui khi đồng hành với lại nam ca sĩ Đan Nguyên, đồng thời cũng là gương mặt đại sứ thương hiệu cho công ty Trầm Hương Nguyễn, ra mắt một cái phim ngày hôm nay mọi người rất là háo hức và rất là trông chờ. Sẽ rất là hay lắm đây, nhất là đạo diễn là anh Cường Ngô nữa. Hôm nay đây rất vui được đến tham gia cái phim Định Mệnh của người em ca sĩ Đan Nguyên và thêm một người em là đạo diễn Cường Ngô. Dù gì hôm nay Raja rất bận, mà vì cái lời hứa Raja mới từ bên New York bay về đây và tham gia cái phim này. Hy vọng là Cường Ngô và Đan Nguyên thành công như ý muốn trong cái bộ phim này. Không biết Hoàng Mỹ An có một cái suy nghĩ rằng trong tương lai sắp tới mình cũng sẽ có một cái gì đó, một bộ phim nào đó để mà ra mắt khán giả hay không Hoàng Mỹ An? Wow, em chào anh Khánh Hoàng, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi. Ngày hôm nay đến đây thì em rất là vui
cho anh Đan Nguyên cũng như là ekip đã thực hiện được một bộ phim. Dù chưa coi nhưng mà em thấy sự chuẩn bị từ hình ảnh cho tới tổ chức buổi hôm nay rất rất là chuyên nghiệp và rất là hoành tráng. Thì em rất là hy vọng được vào xem thật sớm. Và còn em, trời ơi anh ơi, em cũng đóng phim nè, em đóng phim là hết ý luôn đó. Anh đặt một câu hỏi bự thiệt bự. Thì em rất là đam mê nghệ thuật cũng như là điện ảnh. Em cũng hy vọng rằng là trong tương lai sẽ có những vai diễn phù hợp để em có thể thử sức mình nhiều hơn ạ. Chương trình Vũ xin chào quý vị. Hôm nay Vũ ở cái premiere của cái phim ngắn của Đàn Nguyên. Và đây là lần đầu tiên mà Vũ xuất hiện tại một cái premiere tại Mỹ. Cái cảm giác rất là lạ là tại vì đây chính là cái rạp mà Vũ hay đi coi phim. Nhưng mà bây giờ lại trở thành một cái nơi của người Việt Nam mình tổ chức một cái premiere phim. Thì làm cho Vũ cảm thấy rất là vui. Vũ hy vọng đây là một cái tác phẩm sẽ được quý vị ủng hộ thật là nhiều. Là tại vì Đàn Nguyên là một người rất là dễ thương, một người mà rất là có tâm với nghề. Và nói thật là thật sự hiền và đáng yêu. Cho nên là Vũ luôn luôn ủng hộ người bạn này của mình. Cho dù bị ngược giờ nên tới trễ xíu, nhưng mà Vũ chắc chắn sẽ sẽ tới để mà ủng hộ bạn mình. Cảm ơn mọi người nha. Khánh Hoàng chào chị, chào anh. Ngày hôm nay đi tham dự buổi ra mắt của một bộ phim của Đăng Nguyên, không biết cảm xúc của anh chị như thế nào khi một người em của mình chuyển hướng từ một ca sĩ trở thành một diễn viên điện ảnh. Chị nghĩ là em hỏi chị câu này thì trong lòng em đã biết hết câu trả lời rồi. Chúng mình là ca sĩ mà, đúng không? Mà chị nghĩ rằng là Đan Nguyên, cái điểm đặc biệt là Đan Nguyên đã nổi tiếng, đã thành công trên con đường ca hát rồi. Mà ngày hôm nay thật sự ra là chị cũng rất là ngạc nhiên khi mà thấy Đan Nguyên phá rào để bước qua thương trường về màn bạc hả? Mà để trở thành một diễn viên tài tử như thế này, chị nghĩ là nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Nhưng khi nhìn lại thì chị nghĩ rằng Đan Nguyên có hình như là đầy đủ những yếu tố để trở thành một người ca sĩ và tài tử điện ảnh. Em biết không, trước tiên là người tài tử thì phải có một cái khuôn mặt, một cái dáng dấp mà chị nghĩ rằng là Đan Nguyên là đã chiếm lòng của mọi khán thính giả rồi. Cho nên chị chỉ có ao ước rằng là làm sao mà cái con đường này nó sẽ đi sâu và mở rộng hơn nữa, dài lâu cho Đan Nguyên rất thành công. Cô chúc Đan Nguyên all the best. Đan Nguyên đang làm một cái việc mà đáng lý ra cô Ý Lan phải làm. Tại vì bố cô là một tài tử Lê Quỳnh, một trong những người tài tử đầu tiên của nước Việt Nam mình. Mà cô còn chưa bao giờ bước chân vào cái ngành nghề điện ảnh cả. Vậy mà hôm nay nhìn thấy Đan Nguyên làm như thế này, làm cho cô hồi hộp lắm đó. Yeah, all best to you and I love you, Đan Nguyên. Kính thưa quý vị, as one of the title sponsors, là một trong những nhà tài trợ chính của bộ phim Định Mệnh Destiny, đó chính là TNT Entertainment. Và không ai khác, đó chính là vợ chồng của ông Gerard Williams và chị Bích Tuyền. Hello guys, how are you? Hi Sophia. Sophia, say hi. Say hi. Say hi, she's playing shy. Oh, hello to everyone out there. And hello to Đan Nguyên, and a huge congratulations on his movie. Chị chúc Đan Nguyên với lại Cường Ngô cuốn phim này sẽ ra thành công rực rỡ, sẽ là hot nhất trong rạp và mai mốt sẽ là trên toàn thế giới luôn. Chị ơi, chị có được xem Cánh Diều Mưa của Đan Nguyên rồi đúng không? Như vậy thì chị nhận định như thế nào về khả năng diễn xuất cũng như là khả năng vũ đạo, võ đạo của tài tử Đan Nguyên? Đan Nguyên ngoài hát nhạc quê hương mà khi mà đóng action thì cũng giống như Lưu Đức Hòa vậy đó. Gerard, this is the very first time you're gonna see Đan Nguyên as an actor on the big movie screen. What are your feelings? What are you anticipating right now? I don't know. I've seen only small snippets of stuff he's shown me, but I'm prepared to be amazed at what he can do and how he can act. I can't wait.
you guys are one of the title sponsors for Destiny this time. What do you think about Dan Nguyen's Entertainment's next project? Are you still going to, you know, be one of the sponsors for his future projects? Always. We want to support the Vietnamese community as much as we can. À, vừa xuống máy bay và đi thẳng tới đây với ông anh Vũ Việt Hương, nhà sản xuất phim, người kế bên đồng hành trong chặng đường rất dài, mười mấy năm. Và hôm nay thấy cái đài truyền hình Việt Quay TV, biết là gia đình rồi, cho nên ập vô. Em nói là chúc mừng Đan Nguyên, cảm ơn em đã mời anh chị. Gia đình em có ba người à, gọn gọn chúc em vậy thôi. Và cảm ơn đài đã phỏng vấn tụi em nha, kính chúc quý khán giả sức khỏe ạ. Cảm ơn. Hôm nay thì Châu Ngọc Hà và Ngọc Ngữ được anh Cường Ngô và Đan Nguyên mời đến dự xem ra mắt bộ phim Định Mệnh, thì cái tựa là nghe hấp dẫn rồi đó. Thì hai đứa đang xếp hàng để chụp hình cùng với anh, thì hy vọng là em chắc chắn chứ không hy vọng, tại vì bữa trước là mình coi Cánh Diều Mưa rất là hay rồi, thì bây giờ Định Mệnh chắc có lẽ là Định Mệnh thành công rồi đó. Anh nghĩ sao? Đầu anh thì I'm very excited to see this video because những gì mà anh Cường Ngô và anh Đăng Nguyên làm ra thì rất là chất lượng và rất là hay. So I'm very excited to see how this product is. Biết hiện tại bây giờ thì chưa có phim, nhưng mà trong đầu của anh Dũng và Nga thì đã có suy nghĩ như thế nào về cái lần ra mắt thứ hai này của Đan Nguyên và Cường Ngô? Chúng tôi được biết Đan Nguyên và Cường Ngô ở trong cái khía cạnh là bạn bè chứ không hẳn là những người nghệ sĩ trên sân khấu, và cảm thấy rất là quý mến hai người bạn. Thứ nhất là rất là vui vẻ với những bạn khác này, thứ hai là rất là có thành tâm tại vì cùng có một sư phụ người Tây Tạng. Và đặc biệt nữa là ai cũng biết là Đan Nguyên hát rất hay và Cường Nguyên đạo diễn cũng rất giỏi. Nhưng mà khi mà thấy Đan Nguyên trình diễn trong một cuốn phim mà có những màn tình cảm rồi những màn đấm đá thật là xuất sắc, cũng rất là ngạc nhiên. Thật ra đã lần trước được xem rồi, lần này rất là mong đợi được xem thêm lần nữa. Còn đối với dì Nga thì như thế nào? Lần trước sau khi xem bộ phim Cánh Dù Mưa thì chắc cũng thấy bất ngờ lắm đúng không ạ? Dạ vâng, em cũng rất bất ngờ. Nhưng mà thực ra đối với em thì Đan Nguyên là một nghệ sĩ đa tài. Anh không chỉ là một ca sĩ tài năng mà em nghĩ trong tất cả những cái lĩnh vực hoạt động nghệ thuật anh cũng sẽ cống hiến hết mình. Chính vì thế mà vợ chồng em cũng tin là tất cả khán giả ở đây cũng đang mong chờ một cái sản phẩm điện ảnh, một cái sản phẩm nghệ thuật mà tâm huyết của hai người nghệ sĩ tài năng là Đan Nguyên và Cường Ngô sẽ là một cái sản phẩm đáng để chúng ta mong chờ. Lần nữa xin cảm ơn anh Nguyễn Hồng Dũng và Nga rất là nhiều, và xin chúc hai người có một buổi xem phim thật là thỏa mãn những gì mình mong chờ. Đúng không ạ? Xin cảm ơn Khánh Hoàng. Cảm ơn. Cảm ơn anh.
Như vậy Cường Ngô có thể cho quý vị khán giả biết kịch bản này của ai, ai viết kịch bản này và bộ phim này đã thực hiện như thế nào? Câu chuyện này bắt đầu từ lúc mà Cường Ngô đi đón Đăng Nguyên ở sân bay. Khi mà đi ra thì đón Đăng Nguyên nói: anh Cường ơi, em có một cái bản nhạc này nè, em muốn làm một cái phim. Và từ sân bay chạy về nhà Đăng Nguyên thì Cường và Đăng Nguyên làm xong cái kịch bản. Thì lần này trong lúc mọi người đinh ninh rằng anh cũng sẽ chọn một nhạc phẩm Bolero vốn là thể sở trường của mình cho cái dự án điện ảnh của mình kế tiếp, thì anh lại làm mọi người ngạc nhiên hơn là anh không đi dòng nhạc Bolero nữa mà anh chọn Còn Lại Nỗi Cô Đơn là một nhạc phẩm nhạc hoa lời Việt. Thì tại sao anh lại chọn bài hát này? Trước khi để anh trả lời câu hỏi của Ngọc Hân, Đăng Nguyên xin cảm ơn tất cả các anh, các chị, các em đã đến trong ngày hôm nay để mà ủng hộ cho Đăng Nguyên và Cường Ngô. Đó là một cái ngày thực sự phải nói là hạnh phúc nhất. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Để trả lời câu hỏi của em hỏi gì anh ruông anh quên mất rồi. Anh nói giỡn thôi, vào thập niên 80, 90, những bài hát như là Tình Đơn Phương, Nụ Hồng Mong Manh, Còn Lại Nỗi Cô Đơn, những rất là nhiều những bài hát gọi là top hit, không bao giờ gọi là chết, những tình khúc bất hủ, nhạc hoa lời Việt. Và Đăng Nguyên thì hồi đó thì Đăng Nguyên rất là thích coi Tứ Đại Thiên Vương như là Lưu Đức Hòa và Lê Minh chẳng hạn. Thì Đăng Nguyên luôn ao ước có một ngày Đăng Nguyên làm một cái bộ phim hoặc là những cái bài hát mà nó có những cái nội dung gọi là phong trần bụi và có một cái chút lãng mạn trong đó. Thì Đăng Nguyên rất là thích làm những cái bài hát như là nhạc hoa lời Việt có cái storyline là có một cái câu chuyện tình yêu và bụi trần một tí. Thì đó là lý do tại sao mà Đăng Nguyên chọn cái bài hát này. Tại vì trên sân khấu á, trên như là trung tâm ISA hoặc là Thúy Nga thì Đăng Nguyên luôn luôn là hát những cái bài hát Bolero, nhưng mà để mà chọn một bài nhạc tình, nhạc trẻ thì Đăng Nguyên muốn cho nó thay đổi một cái chút gì đó cho nó mới lạ. Thì không biết là quý vị xem xong rồi quý vị có thấy như thế nào ạ? Có nên làm tiếp không? Hello cả nhà, hôm nay bé Heo đến dự buổi ra mắt phim của Đăng Nguyên mà tựa phim tên là Định Mệnh. Phim rất là hay, có nhiều cảnh đẹp và đánh đấm rất là sôi nổi luôn. Bé Heo rất thích, lần đầu tiên đến coi phim Việt Nam, phải nói là rất thích và rất thích. Chúc mừng cho Đăng Nguyên và Cường Ngô sẽ có nhiều thêm bộ phim mới hay nữa. Chúc mừng, chúc mừng. Either way, this movie has action, a sexy scene, love, everything. Phim rất là sung, rất là sôi động, rất là cảm động. Nói chung là phim rất là hay. Chúc mừng Đăng Nguyên và cũng là happy birthday cho Đăng Nguyên và anh Cường Ngô với lại anh Tiến. Congratulations to the whole crew. It's a beautiful story, a great movie, and I hope you guys the best of luck. Thank you. Great film. We're looking forward to the next one. Hôm nay Tracy rất là vui được có mặt tại đêm ra mắt phim Định Mệnh Destiny của Đăng Nguyên. Hôm nay thì Tracy cũng như là rất đông anh chị em nghệ sĩ đã có mặt tại đây để ủng hộ cho Đăng Nguyên. Và thấy cái sự mà ủng hộ nhiệt tình từ mọi người thì chúng ta cũng biết là Đăng Nguyên được yêu mến như thế nào. Và cái phim kỳ này Tracy cảm thấy Đăng Nguyên đóng tốt hơn, những cái màn hành động action hơn nữa. Cho nên là xin có lời chúc mừng đến Đăng Nguyên và chúc Đăng Nguyên sẽ có nhiều bộ phim hay nữa để ra mắt cho khán giả được thưởng thức. Dạ, xin cảm ơn.